Hello. Mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Yeah. Bây giờ mình ở 212B set D29. Là Nguyễn Trãi. Là gần nhà hàng Úc Đào. Mọi người có biết nhà hàng Úc Đào không? Tại sao mình đến ở đây? Lần này cũng mình được một thông báo về món ăn ngon ở thành phố Hồ Chí Minh, top 10 quán cơm gà Hội An ngon nhất Sài Gòn. Hình như là mình chưa ăn cơm gà Hội An. Cơm gà bình thường là cơm gà chiên, là cơm gà dừa đã ăn rồi, nhưng mà như là chưa ăn cơm gà Hội An. Hấp dẫn nha. Tại sao là mình trong nhà hàng này hiện nay là khó đi du lịch đó, đúng không? Nên mình muốn nhỏ Hội An, cho nên là lựa chọn bảo này. Chắc chắn là sau khi ăn cơm gà Hội An thì sẽ nhỏ về Hội An. Đi thôi, đi thôi. Đợi lời cơm gà Hội An. Wow, đẹp nhé. Con vàng ướm này có 10.000 nha. Và súp này là của Hải Loan. Súp này là không phải nước. Giống như là biển nước lên, nước lên Nhật Bản. Cái này cái là súp cay này, cái súp nào? It's a spicy sauce. It's chicken sauce for chicken. Chicken sauce for rice and spicy sauce. Là cái là cơm gà Hội An này. Là cơm gà bình thường là khác nào? In Ho Chi Minh City, it's changed something for Kim Minh Chi Cổ. Dạ, cái này là kiểu như là có thay đổi để phù hợp với Sài Gòn. Sài Gòn à? Dạ. Là nếu là đi Hội An thì không phải như thế này. Dạ, đúng rồi. Ui. Dạ. Nhiều người Sài Gòn thích cái này. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Nãy cho anh không cần gì nữa. Cảm Việt Nam. Là bình thường. Ủa gì? Khó à. Chưa nghe gì hả? Mình biết rồi đó. À, suốt này là rất cay. Cay ngon. Chưa chưa ngọt ngọt. Cay cay ngọt ngọt. Dạ cay này bà. Cái này chỉ là có vị nè. Hai tàu hủ với lại một sức hải sản. Một sức bông heo. Tính thịt cái này hả? Đúng rồi. Sức bông heo 45. Vịt muối. Sức hải sản 35. Vịt muối. Hai cái bào hủ. Trong hai. Cái này đều có xương. Cho nên là khó ăn. Không phải ăn đơn giản.
nhưng mà ngon này thiệt này. Nhưng mà mình không thích vị cay à, nên khó ăn. Rất là thịt cá này là mềm kèo này. Trước nhập là lúc đi đó nó là người Sài Gòn nó thích kiểu này là mình cũng hiểu rồi, các chị em này là rất hiền và dễ chịu. Con này là hơi kèo, không phải không tám. Có thể là khi nào thì mức nhiều hơn. Bạn còn cay à? Trong mình mà khá gì mà bạn xem mồ hôi à? Mồ hôi thịt cá này là tươi à? Một con có mười ba chút cua cầm mà là cay. Sốt nhà này là hết. Sốt nhà cũng có lòng của thịt gà đó. Chắc chắn là chầm sốt này thì ngon hơn. Thịt cay không ăn được cay, thịt cay nồng quá, cay quá, ngon quá. À, em khó ăn mà đã ngon biết rồi. Sự thật là nhớ mình đến ở đây á thì nhỏ về Hội An nhỏ đường nhé, chân chỉ đến quán Việt Nam, đặc biệt là Hội An. Bên này là đại khói kiểu Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nên không nhỏ được. Khi đi Hội An mà miền Trung thì ít có món ăn cay rồi, đúng không? Cái này là chắc chắn là phải đổi rồi. Nhưng cái này là món cay là ngon. Ngon lý do nhà hàng này ngon bây giờ có nhiều giáo hành, rất nhiều người Việt Nam thích nhà hàng này, nhà hàng này. Mà là bên này là bị tắt nè, lắp ngọt nè, mình sẽ nói chắc chắn dưới gia vị cũng gia vị cho đi đó thì cái nấu ăn sức ở nhà thì bị giống nhau. Mong theo đưa đưa nhà này là 100 năm điểm này là cao điểm, cho nên là nhiều người thích lại nhà hàng này, được nhiều người yêu thích nha, nhiều cá dư. Ốm chầm ốm tiệm nè, thịt cá này là mềm kèo tươi ngon và sốt này cay. Mình thích mà vị này là ngon, thích video này.
này thì hãy like, share, subscribe nha. Bye bye.